Tổng thống Saddam Hussein, ân nhân của 97 triệu người Việt. Thưa quý vị và các bạn, phải khi gặp khó khăn gian nan thì ta mới có thể phân biệt được bạn và thù. Và Tổng thống Iraq là ông Saddam Hussein là minh chứng rõ ràng nhất đối với đất nước Việt Nam ta. Nếu có Tổng thống Saddam Hussein có những sai lầm gì trong đối nội đối ngoại, có tội lỗi gì đối với người dân Iraq thì lịch sử Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, ông là vị ân nhân mà ai trong chúng ta cũng phải ghi nhớ. Giới thiệu về Tổng thống Saddam Hussein. Saddam Hussein còn được viết là Hussein hay Hussein. Ông sinh ngày 28 tháng 4 năm 1937 và mất ngày 30 tháng 12 năm 2006. Ông là một chính trị gia người Iraq, người giữ chức vụ Tổng thống thứ 5 của Iraq từ ngày 16 tháng 7 năm 1979 đến ngày 9 tháng 4 năm 2003. Thời thơ ấu, anh trai và cha của Saddam chết vì bệnh ung thư trước khi ông chào đời. Những cái chết này khiến mẹ của Saddam, bà Suba Tufa al-Musallat, chán nản đến mức định bỏ thai và tự tử. Khi con trai của bà được sinh ra, Subha không muốn làm gì với con mình và Saddam được người chú nhận nuôi. Mẹ ông tái hôn và Saddam có thêm 3 người anh em cùng mẹ khác cha thông qua cuộc hôn nhân mới. Cha dượng của ông Ibrahim al-Hassan đối xử với Saddam một cách khắc nghiệt sau khi ông trở về với mẹ. Sau này, trong cuộc đời của Saddam, những người thân từ quê hương Tikrit đã trở thành một số cố vấn của người hỗ trợ thân cận nhất của ông. Dưới sự hướng dẫn của người chú, Saddam theo học một trường trung học dân tộc ở Baghdad. Sau khi tốt nghiệp trung học, Saddam học tại một trường luật ở Iraq trong 3 năm và bỏ học năm 1957 ở tuổi 20 để tham gia đảng Ba'ath Ả Rập Cách Mạng, mà chú của ông là một người ủng hộ đảng này. Trong thời gian này, Saddam dường như đã kiếm sống với tư cách là một giáo viên trung học. Hệ tư tưởng Ba'athist bắt nguồn từ Syria và đảng Ba'ath có một lượng lớn người đi theo ở Syria vào thời điểm đó. Nhưng vào năm 1955, có ít hơn 300 thành viên đảng Ba'ath ở Iraq và người ta tin rằng đó là lý do chính của Saddam khi gia nhập đảng. Trái ngược với các đảng dân tộc chủ nghĩa ở Iraq được thành lập nhiều hơn là mối liên hệ gia đình của ông với Ahmed Hassan al-Bakka và những người theo chủ nghĩa Ba'athist hàng đầu khác thông qua chú của mình. Cảm xúc cách mạng là đặc trưng của thời đại này ở Iraq và khắp Trung Đông. Ở Iraq, những người theo chủ nghĩa tiến bộ và xã hội chủ nghĩa tấn công vào giới tinh hoa chính trị truyền thống, các quan chức và chủ đất thời thuộc địa, các thương gia giàu có và các thủ lĩnh bộ lạc và các nhà quân chủ. Hơn nữa, chủ nghĩa dân tộc toàn Ả Rập của Gamal Abdel Nasser ở Ai Cập đã ảnh hưởng sâu sắc đến những người Ba'athist trẻ tuổi như Saddam. Sự nổi lên của Nasser báo trước một làn sóng cách mạng khắp Trung Đông trong những năm 1950 và 1960. Với sự sụp đổ của các chế độ quân chủ ở Iraq, Ai Cập và Libya, Nasser đã truyền cảm hứng cho những người theo chủ nghĩa dân tộc trên khắp Trung Đông bằng cách chống lại người Anh và người Pháp trong cuộc khủng hoảng Suez năm 1956, hiện đại hóa Ai Cập và thống nhất thế giới Ả Rập về mặt chính trị. Năm 1958, một năm sau khi Saddam gia nhập đảng Ba'ath, các sĩ quan quân đội do tướng Abd al-Karim Qasim lãnh đạo đã lật đổ Faisal II của Iraq trong cuộc cách mạng 14 tháng 7. Saddam Hussein, ân nhân của 97 triệu người Việt. Trong buổi trò chuyện thân mật, bà Bình bộc bạch, năm 1975, tôi thăm Iraq, Tổng thống đã quyết định cho Việt Nam vay dầu, lúc đó chúng ta còn rất trẻ. Đến bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu mà chúng tôi vẫn chưa trả được hết nợ cho Iraq. Quyết định có 102 của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đương kim Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam VPDF trong cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè, đất nước xuất bản năm 2012 có viết. Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại, có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh. Iraq là một trong những nước ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta chí tình nhất cả về tinh thần lẫn vật chất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu này hoàn toàn vô tư, xuất phát từ cảm tình và yêu mến Việt Nam mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Năm 1973, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mở đại sứ quán tại Iraq. Lúc đó, miền Nam đang dốc sức tập trung chiến đấu, khả năng tài chính rất hạn hẹp.
chính phủ Iraq đã chi phí toàn bộ cho hoạt động của đại sứ quán, từ trụ sở đến xe cộ và một khoản tiền mặt để trang trải các khoản chi tiêu hàng ngày. Tôi còn nhớ khi khai trương đại sứ quán tại thủ đô Baghdad, Tổng thống Iraq lúc đó là Ahmed Hassan al-Bakr đã gửi đến một chiếc xe Citroen mới tinh và loại sang trọng nhất. Các tổ chức quần chúng như Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Iraq do ông Aziz Sharif làm chủ tịch, Hội phụ nữ, thanh niên, tổ chức quyên góp tiền, quần áo, chăn màn gửi sang Việt Nam. Năm 1971, bà Bình, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris sang thăm Iraq, được đón tiếp hết sức trọng thị như một người anh hùng, quần chúng đứng hai bên đường vẫy cờ hoa. Năm 1975, sau giải phóng miền Nam, chúng ta tiếp quản Sài Gòn với muôn vàn khó khăn. Tháng 10 năm 1975, bà Bình trở lại thăm Iraq với nhiệm vụ vận động chính phủ Iraq cho vay dầu. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. Mặc dù bạn rất nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam, nhưng khi đi vào những vấn đề kinh tế thì họ phải tính toán kỹ các mặt. Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng lúc đó là Saddam Hussein đã tiếp bà Bình. Khi nghe bà trình bày những khó khăn của Việt Nam sau giải phóng, ông đã trả lời ngay: "Chúng tôi đã quyết định tặng Việt Nam 400.000 tấn dầu, coi đây là món quà gửi nhân dân miền Nam nhân ngày chiến thắng và cho vay 1,5 triệu tấn nữa." Bà Bình không tin vào tai mình và hỏi lại người phiên dịch thì mới biết chắc chắn đó là sự thật. Vào thời điểm này, ông Nguyễn Cơ Thạch là Thứ trưởng Ngoại giao của miền Bắc cũng thăm Iraq. Saddam Hussein cũng đã quyết định cho miền Bắc vay 2 triệu tấn dầu không tính lãi. Sau khi thống nhất đất nước năm 1976, ta chuẩn bị hợp tác với nước ngoài để thăm dò và khai thác dầu khí, còn rất thiếu kinh nghiệm đàm phán và ký kết hợp đồng. Chính phủ Iraq đã cử các chuyên gia luật pháp và dầu khí giỏi nhất sang giúp ta, chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý, tránh bị hớ trong làm ăn với các công ty dầu khí nước ngoài. Theo Hiệp định vay nợ, năm 1979, ta bắt đầu phải trả đợt đầu tiên cho Iraq. Lúc này, đất nước vẫn chưa ra khỏi khó khăn, các vết thương chiến tranh chưa lành, kinh tế bị tàn phá nặng nề, thì lại phải dồn sức vào một cuộc chiến tranh mới chống quân Pol Pot gây rối ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc. Việt Nam không trả được nợ cho Iraq theo hạn định. Năm ấy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thăm Iraq, chính phủ của Tổng thống Saddam Hussein đã quyết định cho Việt Nam vay 100 triệu đô la để trả số nợ đến hạn cho chính Iraq. Một quyết định có 102 trong quan hệ giữa các quốc gia. Những năm tiếp theo sau đó, nước ta vẫn bộn bề khó khăn, không trả được nợ cho Iraq. Trong tình hình như vậy, chính phủ ta đề nghị chính phủ Iraq cho hoãn nợ và nhận trả nợ bằng hàng hóa và lao động, một phần nợ khác được dùng để đầu tư trở lại Việt Nam. Trong những năm 80, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do phải tiến hành cuộc chiến tranh với Iran, chính phủ Iraq vẫn đồng ý với đề nghị của ta. Gạo, chè, quần áo và một số hàng hóa khác đã được xuất sang Iraq để trả nợ. Hàng ngàn lao động của ta đã lên đường sang Iraq làm việc, trích một nửa tiền lương để trả nợ cho bạn, một nửa còn lại gửi về giúp gia đình. Những người bạn Iraq biết như vậy là không được tốt, nhưng việc làm này vừa giúp Việt Nam trả được một phần nợ, vừa giúp các gia đình lao động cải thiện được cuộc sống. Những người lao động Việt Nam được Iraq đối xử rất tử tế, không khác gì công dân của họ. Các công trình như đập thủy điện Al-Haditha gần cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km, đập Al-Badus ở Mosul và những công trình tiêu biểu của tình hữu nghị Việt Nam-Iraq hiện nay vẫn phát huy tác dụng. Liên doanh sản xuất chè Phú Đa lấy chữ đầu của tỉnh Phú Thọ và chữ cuối của Bát Đa để đặt tên cho liên doanh này và liên doanh xay sát lúa Cần Thơ ra đời và bây giờ vẫn hoạt động hiệu quả. Cuộc gặp gỡ năm 2002. Bà Bình đánh giá rất cao sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân Iraq và trân trọng những tình cảm đặc biệt của ông Saddam Hussein dành cho Việt Nam. Đến năm 2002, mặc dù hết sức cố gắng nhưng ta vẫn chưa trả hết nợ cho Iraq. Tháng 2 năm 2002, bà Bình đề nghị chính phủ ta cho phép thăm Iraq với lý do bà sắp nghỉ hưu và trước khi nghỉ, bà muốn gặp lại ông Saddam Hussein để nói đôi lời với ông về món nợ chưa trả được này. Lúc đó cũng có ý kiến cho rằng ta vừa ký hiệp định thương mại BTA với Mỹ, quan hệ giữa Mỹ và Iraq hết sức căng thẳng, liệu chuyến đi có gây khó khăn cho quan hệ Việt Nam với Mỹ đang trên đường cải thiện hay không? Quyết định cuối cùng, bà Bình và đoàn đại biểu chính phủ ta lên đường. Sau chuyến đi, việc thực hiện hiệp định BTA vẫn tiến triển bình thường. Tôi nghĩ rằng người Mỹ cũng hiểu được chuyến thăm Iraq của bà Bình là câu chuyện giữa Việt Nam và Iraq, thể hiện tính nhân văn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, biết ơn những người đã từng ủng hộ và giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đây cũng chính là văn hóa của người Mỹ.
Sau 22 năm trở lại thăm Iraq, bà Bình vẫn là thượng khách của chính phủ Iraq. Sau khi đến Iraq, bà đã được Tổng thống Saddam tiếp đón thân mật tại tòa lâu đài Anfor gần sân bay quốc tế Baghdad. Sau khi đánh chiếm Iraq năm 2003, Mỹ đã biến chính lâu đài này thành nhà tù giam giữ Saddam Hussein và các nhà lãnh đạo của chính quyền cũ, đổi tên thành doanh trại Camp Cropper. Trong buổi trò chuyện thân mật, bà Bình bộc bạch: "Năm 1975, tôi thăm Iraq, Tổng thống đã quyết định cho Việt Nam vay dầu. Lúc đó chúng ta còn rất trẻ. Đến bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu mà chúng tôi vẫn chưa trả được hết nợ cho Iraq. Tôi cảm thấy trong lòng không vui." Nghe đến đây, Saddam nói ngay: "Mong bà về nghỉ bình yên, giữ gìn sức khỏe và không phải suy nghĩ gì cả. Từ giờ phút này trở đi, giữa chúng ta không có nợ nần gì với nhau nữa." Bà Bình một lần nữa lại không tin vào tai mình. Rất nhanh ý, biết bà Bình có thể chưa hiểu hết ý mình, ông Saddam nói tiếp luôn: "Tôi không biết con số cụ thể Việt Nam còn nợ Iraq bao nhiêu. 5 giờ chiều nay, tôi sẽ cử Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan đến dinh thự bà đang ở để ký biên bản thỏa thuận xóa toàn bộ số nợ này." Đúng 5 giờ chiều, Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan cùng một số quan chức trong chính phủ Iraq đem một biên bản thỏa thuận đã được đánh máy sẵn. Bản thỏa thuận chỉ có vài dòng với nội dung ngắn gọn, đại ý thế này: "Saddam Hussein, từ hôm nay, ngày tháng 10 năm 2002, chính phủ Iraq quyết định xóa toàn bộ số nợ cho Việt Nam. Số tiền nợ trước ngày này chưa trả được sẽ dùng để đầu tư vào các dự án liên doanh giữa hai nước tại Việt Nam." Việc ký kết diễn ra hết sức đơn giản trên một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách của dinh thự Saddam dành cho bà Bình ở trong thời gian thăm Iraq. Không có nghi lễ chính thức nào. Ký xong, Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan đã đích thân lái xe đưa bà Bình đi thăm thành phố Baghdad. Việc xóa nợ như vậy chỉ có thể xảy ra giữa những người anh em hết sức thân thiết trong cùng một nhà. Việc chính phủ của ông Saddam quyết định xóa nợ cho Việt Nam trong lúc chính Iraq đang gặp nhiều khó khăn do bị cấm vận và có nước tìm cách gây sức ép các mặt đối với Việt Nam là hết sức quý báu. Tổng thống Saddam Hussein chính là một vị ân nhân rất hiếm có của nhân dân Việt Nam. Trong lúc đất nước lâm vào hoàn cảnh thật sự khó khăn như vậy, ông vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ hết khả năng của mình.